Hello, xin chào anh em đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái mẹo để anh em có thể sử dụng môi trường kích hoạt phản ứng nguyên tố. Ok, nói nôm na một cách dễ hiểu đó chính là chúng ta sẽ sử dụng nước để tạo ra cái nguyên tố thủy, sau đấy chúng ta sẽ dùng cái nguyên tố thủy để kích hoạt các cái phản ứng nguyên tố liên quan. Ok, nói cho dễ hiểu thì mình sẽ làm cho anh em hai cái ví dụ cơ bản để anh em dễ hình dung hơn nhé. Đây là con pháp sư vực sâu hệ hỏa. Nó đã có hệ hỏa, bây giờ mình sẽ cho nó kết hợp với hệ nước. Đây, mình sẽ dụ nó ra đây. Thì anh em áp dụng những cái mẹo này thì giúp cho anh em có thể chiến thắng một cách dễ dàng hơn. Đấy, anh em thấy không? Chả cần phải làm gì cả. Thế là chúng ta đã phá được cái lớp giáp của nó. Về cơ bản là anh em cứ gặp những cái trường hợp này thì anh em cứ dụ nó ra ngoài nước thôi, thì nó sẽ khắc mất hình. Đây, để mình làm thêm một cái ví dụ nữa cho anh em. Mình sẽ dụ nó ra đây một tí này, cho anh em cùng xem con pháp sư vực sâu nó tấu hài nhá. Ok, gục rồi. Khi mà đứng ở ngoài nước thì nó sẽ liên tục bị dính cái hiệu ứng của nguyên tố thủy, khiến cho nó không thể tạo được lớp giáp trở lại. Bởi vì lúc mà nó tạo lại thì nó lại mang cho mình cái hệ hỏa và lại kết hợp với cái hệ thủy thì nó lại gục xuống thôi. Đấy. Ok, đấy là cái ví dụ thứ nhất. Thì tiếp theo thì mình sẽ mời anh em đến xem với cái ví dụ thứ hai. Thì chúng ta sẽ áp dụng với thực chiến thì nó sẽ hiệu quả hơn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ thứ hai để các bạn dễ hình dung hơn nhá. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái nước để kích hoạt cái phản ứng nguyên tố bốc hơi là nước kết hợp với hỏa, thì nó sẽ tạo ra một cái lượng đam nó rất là lớn. Thì mình chỉ cần việc dụ con quái đi ra cái vùng có nước thì nó sẽ bị ảnh hưởng của nguyên tố thủy. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì bây giờ công việc đơn giản chỉ là dùng một cái nhân vật nguyên tố hỏa kích hoạt phản ứng thôi. Thay vì phải dùng hai nhân vật thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần đúng một nhân vật nguyên tố hỏa, chúng ta có thể kích hoạt phản ứng bốc hơi thôi. Đấy, thấy chưa? 11k luôn. Đấy. Như thế thì chúng ta sẽ tiêu diệt quái nó rất là dễ dàng luôn. 25k. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là đơn giản luôn. Thì đấy là những cái mà mình muốn chia sẻ cho anh em. Thì về cơ bản thì hiện tại mình mới phát hiện ra cái nước thôi. Cái hiệu ứng nước thì nó sẽ dễ sử dụng và áp dụng nhất thôi. Thì các bạn, nếu các bạn biết những cái nguyên tố nào có thể áp dụng bằng cái môi trường bên ngoài thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới cho mọi người cùng biết nhá. Và đặc biệt là cái nguyên tố nước thì chúng ta không nhất thiết cứ phải là ra bên ngoài nước này, mà chúng ta có thể áp dụng khi mà trời mưa. Trời mưa thì cũng được anh em nhá. Đấy, thì đấy là những cái mà mình muốn chia sẻ cho các bạn biết. Thì có thể nhiều bạn biết rồi, nhưng mà nhiều bạn mới chơi thì cũng đang rất là mơ hồ trong những cái đấy. Thì clip hôm nay của mình thì kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.